jika gol ini adalah gol bunuh diri, bukan gol yang biasanya terjadi akibat skema penyerangan. Hebatnya lagi, tidak hanya satu, namun 5 gol bunuh diri terjadi di pertandingan ini. Akan lolos ke semifinal divisi utama Liga Indonesia ini akan bertanding melawan juara dan runner-up grup lainnya. Inilah masalahnya, karena menghindari runner-up grup 2, Borneo FC, kedua tim berlomba menjadi tim yang kalah. Trong khi đó, các trận đấu bảng A tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu sự ổn định của Thái Lan và sự sa sút của đội tuyển Malaysia. Thái Lan đến Việt Nam lần này thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó có siêu tiền đạo Kia Thi Sắc, nhưng họ vẫn thi đấu đầy thuyết phục. Ấn tượng để lại ở bảng đấu này thật đáng buồn, lại là một trận đấu không ai muốn thắng giữa hai đội tuyển Thái Lan và Indonesia. Bởi nếu đội nào thắng, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải bay ra Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Thế là trong sự tính toán đến tiêu cực, hậu vệ FND của Indonesia đã tự đá bóng vào lưới nhà, ấn định tỷ số thắng 3-2 cho Thái Lan. Đây là một vết nhơ trong lịch sử giải đấu bóng đá Đông Nam Á về tính fair play.